Ngày 10 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Linh Đoàn, sinh năm 1994, quê ở Quảng Nam, và Trần Quang Triệu, sinh năm 1993, quê Bình Định, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1995, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về hành vi đồng phạm giúp sức cho Đoàn bán tài sản cướp được. Đoàn và Triệu được xác định là hai trong số 4 đối tượng cầm vật giống súng, cướp tiệm vàng trên địa bàn huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Theo cảnh sát, Đoàn bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khách sạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Riêng đối tượng Triệu biết không thể thoát tội nên đã đến cơ quan công an để đầu thú. Công an đang yêu cầu các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Như đã thông tin, khoảng 12 giờ ngày 3 tháng 3, tại tiệm vàng BQ ở khu phố Bao Lòng, 4 đối tượng là 3 nam 1 nữ sử dụng 2 xe máy đến tiệm vàng. Sau đó đi vào bên trong, một đối tượng rút ra vật giống súng đe dọa nhân viên, đồng thời cầm hung khí đập bể kính tủ, lấy các sợi dây chuyền vàng bỏ vào ba lô và tẩu thoát theo hướng quốc lộ 13. Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương, Công an huyện Bào Bàng và Công an thị trấn Lai Uyên đã nhanh chóng đến hiện trường, ghi nhận vụ việc, triển khai nhanh lực lượng để điều tra xác minh, truy xét các đối tượng và tang vật vụ cướp tài sản. Ngày 4 tháng 3, các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Bào Bàng vẫn đang khẩn trương truy bắt nhóm 4 người dùng vật giống súng để cướp tiệm vàng tại thị trấn Lai Uyên. Theo thông tin nắm được, hiện các trinh sát hình sự đang ráo riết truy tìm nhóm cướp. Các camera dọc các tuyến đường đều được trích xuất để truy tìm nhóm cướp này. Lực lượng công an cũng thông báo cho chủ các tiệm vàng chú ý nếu ai bán vàng của tiệm vàng bị cướp thì báo ngay cho cơ quan công an. Trưa ngày 4 tháng 3, có mặt tại tiệm vàng Ngọc Quý, phóng viên ghi nhận khu vực quanh tiệm vàng vào buổi trưa rất vắng người. Tiệm vàng không có bảo vệ, thời điểm bị cướp chỉ có hai vợ chồng chủ tiệm vàng và một đứa con nhỏ. Sau một ngày bị cướp, chị Trần Thị Ngọc Bích, chủ tiệm vàng, vẫn chưa hết bàng hoàng khi chị bị cướp dí súng vào người. Chị Bích kể lại, thời điểm bị tên cướp dí súng đe dọa, chị như đứng hình. Chưa kịp định hình lại thì bọn cướp đã gom hết vàng bỏ chạy. Chị Bích bàng hoàng nhớ lại, sự việc xảy ra quá nhanh, tôi và chồng lúc đó không dám la hét, chỉ lo an toàn cho đứa con gái và bế con bỏ chạy thôi. Lúc đó tôi và chồng không biết làm gì khác. Chị Bích cho biết thêm, nhìn sơ qua dáng người thì nhóm cướp có hai nam, hai nữ. Khi nhóm cướp vào, cả bốn đều bịt kín mặt, đầu đội nón bảo hiểm nên rất khó nhận dạng. Chị Bích kể, khi nhóm cướp đi vào tôi hỏi mua hay bán vậy. Một người cao to nhất nhóm đi trước trả lời là bán. Sau đó, người này không nói thêm bất cứ câu gì nữa và chỉ rút súng ra chĩa thẳng về tôi, rồi một người khác đập tủ. Sau đó, cả nhóm lấy hết vàng trong tủ rồi bỏ chạy. Chị Bích cho biết thêm, lúc tên cướp chĩa súng vào người, chị sợ quá nên trốn dưới bàn. Chị nghe tiếng nổ lớn cứ tưởng là tên cướp nổ súng. Chị Bích sợ quá kiểm tra trên người thì không bị sao. Chị Bích chia sẻ, lúc tôi nghe tiếng nổ, tôi sợ quá chỉ sợ tên cướp bắn vào tôi hoặc bắn chồng con tôi. Sau đó, mới phát hiện đó là tiếng nhóm cướp dùng búa đập bể tủ chứa vàng. Chị Bích nhận định rằng nhóm này đã tìm hiểu và quan sát tiệm vàng chị từ trước. Vì lúc vào hành động rất nhanh và chọn tủ có chứa nhiều vàng có kích thước và trọng lượng lớn nhất để cướp. Theo chị Bích, sau khi kiểm đếm kỹ tổng số vàng chị bị mất là khoảng gần 40 cây, trị giá khoảng hơn 1,6 tỷ đồng. Chị Bích cho biết thêm, hôm nay vẫn đang cho thợ sửa chữa lại tủ kính. Khi nào xong sẽ mở bán trở lại. Chị cũng mong muốn lực lượng công an sớm bắt được nhóm cướp táo tợn này. Sau khi chớp nhoáng cướp vàng, nhóm cướp đi trên hai chiếc xe máy để tẩu thoát. Khi ra khỏi cổng tiệm vàng, một xe đi hướng đi về thị xã Bến Cát, một xe đi về huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Theo một số người dân, hai người đi hướng thị xã Trơn Thành, xe máy bị hỏng và có ghé vào tiệm sửa xe để sửa, sau đó tiếp tục tẩu thoát. Còn hai người đi hướng thị xã Bến Cát thì có ghé vào một tiệm vàng để bán một ít vàng vừa cướp được, nhưng chủ tiệm đã báo cơ quan công an. Một số người dân gần sát tiệm vàng bị cướp cho biết, thời điểm xảy ra cướp không hề nghe bất cứ tiếng động nào. Chỉ khi công an có mặt tại tiệm vàng khám nghiệm, mọi người hỏi thăm mới biết tiệm vàng vừa bị cướp. Chị Trần Thị Kim Dung, người dân, cho biết, chưa ở đây vắng lắm, mà tôi ở đây không nghe thấy gì hết. Khi thấy công an rất đông ở tiệm vàng mới biết tiệm bị cướp thôi, chứ không nghe tiếng hô hoán gì. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 3 tháng 3, nhóm 4 người đi trên 2 chiếc xe máy bất ngờ xông vào tiệm vàng Bích Quý, nằm trên quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bào Bàng, Bình Dương. Một người chĩa một vật giống súng đe dọa, để đồng bọn dùng búa đập kính cướp đi số lượng lớn vàng trong tủ.
Thank you.